tên là Nguyễn Nguyên Bảo, tên gọi khác là Kiên, em sinh năm 90, hiện tại kinh doanh tự do. Anh làm lễ của mẹ bao lâu rồi? Dạ tầm khoảng 1 năm rồi. Mới đây thôi. Dạ. Cái ngày đầu tiên mà mẹ vợ gặp con rể thì mẹ cảm giác thế nào? Dạ nói chung em cũng mừng. Tại vì trước đó là Bảo con em nó có quen một người, nhưng mà trong thời gian đó là người đó là đã bỏ rơi nó. Bảo con em là con trai, con thằng con của em á, nó tên Bảo luôn. Là nó có quen một người, nhưng mà cũng thời gian xong bắt đầu là người đó bỏ rơi nó. Rồi nó buồn lắm, nó ở nhà nó cứ khóc, rồi nó cứ ở trong phòng nó không có ăn uống, không có làm gì đó. Cái làm ra là em cũng thấy cũng thương con. Thì tới khi mà một ngày nó nhắn tin cho em, lúc nó đang ở thành phố, nhắn tin cho em, nó nói là bây giờ nó sẽ về nhà, nó làm ăn buôn bán ở nhà. Tại vì trước đó là nó bán shop ở trên thành phố, mướn mặt bằng trên đó. Và khi đó là nó quen người đó, người đó trước con rể em. Em nghe nói nó về em cũng mừng, thôi con về nhà đi. Thì nó về, bắt đầu là em mới mở shop ở trong nhà cho nó bán trong nhà. Đó được mấy tháng á, thì bắt đầu là nó cũng vui ngoai rồi. Cái hôm đó cái nó mới về nó xin phép em. Thì nó nói là má bây giờ có một người con muốn làm ăn chung với người ta, nhưng mà con cũng muốn người đó về nhà mình ở với con, má có đồng ý hay không? Thì em cũng nói ừ má đồng ý. Cái bắt đầu là ngày hôm 2-3 ngày sau gì đó là bắt đầu là Bảo này là con rể của em mà nó về. Ủa con cô là Bảo à? Bảo luôn, cái này cũng Bảo luôn. Hai đứa em là thuộc LGBT. Rồi, tôi hiểu rồi. Khi biết Bảo là trong cộng đồng LGBT thì mình có như thế nào? Mình nghĩ là con mình đẹp trai vậy mà sao nó lại mang cái bình vậy, thì cũng thấy cũng buồn. Nhưng mà nghĩ lại thì cũng tội cho nó. Thì lúc mà nó đi học thì nó thà chơi với con gái không à. Rồi đi ra cái rồi bạn bè rồi này kia nó mới nói này nói kia nó anh cái nó nghe. Rồi hả bạn của anh hai nó cũng nói với anh hai nó là mày có thằng em nó bê đê nữa là vậy đó. Thì nó là Bảo cũng mặc cảm với gia đình với xã hội, nó bỏ đi. Là em thấy nó để trên bàn một miếng giấy là nó mới để lại, nó là má ơi con đi ra con làm ăn con rất thương má, khi nào con có tiền con xây nhà lò xe hơi cho má thì con sẽ quay về con lo cho gia đình, còn bây giờ con đi má đừng có kiếm con. Cái bắt đầu lại lúc đó là em khóc, là em rụng đời tay chân nè, đi kiếm quá trời trong mấy ngày luôn á, thì là em chấp nhận con em như vậy. Rồi khi biết mình con mình dẫn Bảo thì về đó thì mình cảm giác thế nào? Nói chung là Bảo về thì em cũng sợ là cũng giống như cái người trước đó. Thì em có kêu Kiên vô trong phòng em, em có nói, em có hỏi, em có nói thì bây giờ con về với Bảo là như thế nào. Nó kêu thì con cũng xin phép cô là cho con về ở với Bảo, con với Bảo thương nhau. Cảm giác lần đầu tiên thấy mặt mẹ chứ kiểu giống như là im lặng, mẹ không nói á. Cái mình cứ nghĩ là chắc mẹ khó lắm. Tại vì thực sự là trong lòng mình khi mà trước khi bước vô nhà thì mình đã hồi hộp rồi, mình đã lo sợ rồi. Cái xong rồi gọi mình vô phòng nói chuyện, lại thêm một cái nỗi lo nữa. Suy nghĩ là có khi nào má lại không cho mình quen Bảo không ta, rất là sợ luôn, rất là hồi hộp luôn. Cái khi em bước vô trong phòng im lặng một hồi, cái má hỏi là con ở đâu, nhà ở đâu, thì mình cũng hơi đỡ lo một xíu. Em cũng nói là thôi giờ nếu mà hai con thương nhau, con cảm thấy mà con thương Bảo, con lo cho Bảo được thì cô chấp nhận cho con ở trong nhà cô. Má nói là nếu mà bây giờ con thực sự thương Bảo á thì con nói chung là con phải dành tình cảm cho Bảo, tại vì Bảo đã trải qua những cái cuộc tình trước nó không có thuận lợi, đau khổ. Ngay cả chính bản thân má cũng không được trọn vẹn nữa. Má cũng khổ trong cái chuyện tình cảm, má luôn hy sinh tình cảm cho người khác á. Anh nghe thật sự lúc đó là bị trầm xuống rồi, cũng nửa mừng mà nửa buồn. Nói là dạ khi mà con đã chấp nhận quen Bảo thì con sẽ hết lòng, và con để những cái hành động của con chứng minh, và thời gian con sẽ chứng minh con sẽ không nói nhiều. Thì em nhìn là em cũng có tin tưởng, thấy là con bà cũng đàng hoàng. Rồi sau đó làm rể đó, thì con rể nó lo gì cho mẹ vợ? Kiên đây cũng giỏi lắm, nấu ăn là từ A đến Z luôn, món nào nó cũng được hết. Đi chợ như mà làm hết luôn á, giỏi lắm. Dạ. Rồi thỉnh thoảng như sinh nhật của em á thì Kiên cũng đứng ra mua bánh kem là tặng mẹ, rồi dẫn gia đình đi ăn cho nó vui. Rồi, vậy đó. Sắc rồi. Nói chung là rể này thì
ok đó. Thường á là mẹ là luôn hy sinh cho người khác mà luôn luôn chịu những cái gì về thiệt về bản thân mình á. Có một lần là dẫn mẹ đi ăn nhà hàng Nhật, cái xong rồi trong đó là toàn là sashimi, đồ ăn sống, sushi, má không ăn được. Cái xong rồi vô trong đó cái má nói là con giờ con có thể nào kêu cho má tô bún được không? cái xong rồi cái nó dạ má trong đây thôi giờ con dắt má đi cho biết chỗ này, mai mốt con dắt má đi chỗ khác. Tinh tế đó, không biết chiều mẹ vợ dễ sợ luôn đó. Hôm nay có vợ con ở đây không? Dạ có chứ. À, con có thể mời vợ con lên đây được không? Dạ, để con mời bà xã nha. Chào con. Chào dạ. Chị Linh. Chào chị Linh. Dạ, xin mời anh ngồi. Cái mặt bà bì quá trời đất luôn hả? Anh giới thiệu một chút về mình đi. Dạ. Chào chú Quyền Linh. Chào con. Chào chị Lê Lộc và tất cả mọi người đang xem chương trình. Tên là Bùi Thái Bảo, năm nay 25 tuổi. 25 mà sinh năm 95 ha. Bằng con dạ. Luôn á. À. Bằng con mà bà trẻ quá trời đất luôn. Không biết còn mà. Mình con cũng trẻ. Chưa nói gì chứ con cũng trẻ chứ. Nó sợ. À, tức là ông xã 90, dạ. Bà xã 95, dạ. À, hai đứa còn trẻ quá nè. Cái ngày mà con bỏ gia đình ra đi đó, con có gọi là buồn, đau khổ gì không? Con có biết là mẹ nhà, mẹ khóc hết nước mắt không? Dạ có, nói chung là lúc đó, nói chung là bản thân con là kiểu như con chịu đựng thời gian dài á. Xong rồi cái con cảm giác là bây giờ nếu như mà không, bản thân con lúc đó con nghĩ là nếu như mà mình muốn come out một cách mà tốt nhất là mình phải có tiền, mình phải thành đạt trước, thì khi mà mình come out chắc chắn người khác sẽ công nhận, điều đó dễ hơn. Lúc đó là con rất muốn là được sống là chính mình luôn mà. Chứ con chưa nói gì với mẹ con cả. Dạ, con không nói gì với mẹ, con viết một lá thư rất là dài luôn, con vừa viết vừa khóc, con trốn đi luôn mà. Thật sự là trước đó là con chưa bao giờ mà biết ra đường đón xe buýt luôn. Mà bữa đó là trong người con có 20 mấy ngàn thôi. Trời ơi. Mà con chỉ cầm thêm một cái điện thoại đập đá 1280 á, rồi một cái cục sạc dự phòng của cái điện thoại với cái chứng minh nhân dân là hết rồi. Rồi con đi đâu? Nhắn tin cho bạn con hỏi là cho con ở nhờ được không á. Cái là bạn con nó ok, con vô con ở. Rồi bao lâu thì mẹ mới tìm thấy Bảo? Dạ khoảng 3 ngày á, là lúc đó là em mở cái điện thoại lên thì em đọc tin nhắn của anh hai, nhắn nhiều lắm, mẹ cũng nhắn nhiều nhưng mẹ không dám trả lời. Xong rồi cái tới ngày thứ 3 thì anh hai nhắn là mày về liền đi, nếu mà mày không thương anh hai mày á thì mình phải thương má, má sắp chết tới nơi rồi kìa. Thì lúc mà em đọc tin nhắn đó thì kiểu như là em muốn về nhà liền á, mẹ con không biết đường về đó. Em gọi điện cho ba, em nói là ba ơi lên rước con về. Em vừa về tới nhà á thì ba nói là thầy ơi con nó về nè em. Ê, em đứng ngay cửa, em thấy mẹ không có đi ra bình thường, mẹ em bò từ trong phòng bò ra. Mặt mẹ xanh xao á, tóc thì rủ rượi hết. Em chịu không nổi, em chạy tới ôm mẹ, cái là hai mẹ con khóc. Xong mẹ nói em là sao con dại vậy Bảo, sao con bỏ má mà con đi vậy, con là con của má thì con có như nào á, má cũng thương con hết á. Xong là sau cái ngày hôm đó là nói chung là cuộc đời của em á, nó giống như là nó bước sang một cái trang mới luôn á. Em sống rất là thoải mái luôn, là em chỉ cần gia đình em chấp nhận thôi, còn người ngoài nói gì em cũng mặc kệ hết trơn. Và em gặp Bảo trong lúc nào? Con biết anh Bảo là trên Facebook rất là lâu. Có một đợt đó là anh Bảo có chia sẻ một cái hình là đi từ thiện, mà cái chỗ từ thiện đó lại là gần nhà con luôn. Con với anh Bảo mới nói chuyện với nhau từ đó, rồi tự nhiên cảm thấy là anh này cũng kinh doanh giống mình, cũng mở bao nhiêu lần cái shop rồi cũng thất bại bao nhiêu lần, cảm thấy là hợp với nhau hết luôn. Thì bắt đầu là anh Bảo có hẹn con mới lên, thì con lên nói chung con cũng sợ, tại vì con cũng lúc đó cũng còn chưa có tin tưởng người khác nữa, không muốn quen nữa. Con mới rủ bạn con theo, tại vì nếu mà có bạn đi thì mình sẽ đi về chung bạn. Lên thì tự nhiên cảm vừa mới gặp luôn anh Bảo bưng nước, rồi từng cái ly nước, từng mọi, nói chung mọi thứ mà kiểu chăm lo cho con á, con cảm thấy rất là tỉ mỉ, mà người con quen trước thì không có được điều đó. Là bắt đầu là con cảm thấy là anh này có vẻ là tốt, nên là mình cứ tìm hiểu thử. Xong rồi tối hôm đó thì ảnh tặng cho con một bó bông, lúc mà đi xem phim thì ảnh tặng cho con một bó bông hồng sáp màu đỏ. Wow. Thì ảnh mới nói là anh lựa ngày hôm nay để tỏ tình với em, tại vì hôm nay là ngày đẹp.
là ngày 10 tháng 10. Trời ơi, nói hết vậy thì lúc đó con cũng không chấp nhận luôn. Con sợ, con đang rất là hoang mang. Thì trên đường về nhà thì con hỏi bạn con là anh này tốt đúng không? Nó kêu ừ tốt lắm luôn á, tao thấy rất là tốt, hợp với mày á, quen đi. Lúc đó là con cứ suy nghĩ cũng không biết, không dám chắc nữa tại vì sợ. Nên xong rồi về tới nhà thì con mới suy nghĩ là nếu mà bây giờ mình không tự cho bản thân mình cơ hội á thì biết đâu là mình không biết được cái mới sẽ tốt hơn cái cũ. Cái là con mới nhắn tin đồng ý. Nhưng mà trước khi đồng ý thì con mới nhắn một câu, tại con thử lòng ảnh thôi. Tại vì ngày trước là con đã từng bỏ hết tất cả mọi thứ để con đi theo người kia. Thì con mới nhắn tin cho anh này, con nói là nếu mà anh thương em á, anh muốn em thiệt á, thì anh bỏ luôn cái shop trên thành phố này luôn đi, rồi dọn về dưới với Giao Long Thành nhà em á, rồi mình kinh doanh chung với nhau. Con chỉ thử lòng vậy thôi, tại vì con cũng nghĩ là người ta đang kinh doanh rất là ổn định trên thành phố. Mà tự nhiên hôm sau anh nói là anh đóng áo quần vô thùng cà tông hết rồi, 2-3 bữa nữa là anh thuê xe tải chở xuống nhà em luôn nha. Con hết hồn luôn, con giật mình luôn á. Sức mạnh của tình yêu. Mai mốt con phải thử chiêu đó đó. Con thử là anh phải thương em là phải về ở chung với ba má em. Sao người ta cũng đóng thùng, không thường bỏ con vô chuyển người ta đi vô. Nó chỉ dễ vậy hằng thử dạ. Làm đi càng gì biết đâu được sao. Nói chung là phải thương lắm, phải yêu lắm á, thì mới phải bỏ hết tất cả để mà đi, phải không anh? Dạ. Nhưng mà em có một điều em hơi lo ngại ở anh, đó là về bên phía gia đình của anh á. Gia đình anh còn cái tư tưởng là phong kiến rất là nặng, với lại thực sự là ba mẹ thì chắc chắn là biết rồi nhưng mà thực sự không nói ra, và với lại những cái định kiến xã hội xung quanh nữa. Ba thì làm trong cơ quan á, thì gặp nhiều đồng nghiệp, thì cái chuyện mà con mình như vậy á thì không có thể nào mà come out với mọi người được. Thật sự đến bây giờ thì định kiến cũng đỡ đi rồi, nhưng cũng cần nên hiểu gia đình của mình, bởi vì họ không phải áp lực vào họ đâu, mà áp lực hàng xóm nó kinh khủng lắm. Ra vào chị A, chú B, ông C nói tiếng ra tiếng vào thật sự rất là khó chịu, rồi của cả gia đình nữa. Đó là cái áp lực mà cha mẹ phải chịu. Đúng ra là nếu mà được mình phải bàn với gia đình tìm cách nào đó để giải tỏa cái áp lực đó trước. Con cũng có nói với gia đình con, mình nói xung quanh cái câu chuyện, mình không có dám đề cập vô thẳng cái vấn đề, mình nói những cái chuyện xung quanh coi là phản ứng của gia đình như thế nào. Thì khi mà mình đề cập đến những cái chuyện bên lề thôi là ở nhà đã không đồng ý rồi. Mày lớn rồi phải có vợ có con như thế nào, như bình thường như nam nữ khác, thì cái là thấy là phản ứng quá gay gắt rồi, thì con không có tiếp tục nói và không có tiếp tục xoáy vô cái vấn đề đó nữa. Khi mà đi lên Sài Gòn thì tự lập một mình rồi làm một thời gian, rồi cũng từ từ thì con mới come out với bạn bè con là thực sự là tao LGBT vậy á. Con nói gì với ba mẹ con, gia đình con nhà? Qua chương trình thì con cũng gửi tới ba mẹ là giống như là con đã sống vì gia đình cũng rất nhiều, thì hiện tại bây giờ con muốn sống cho bản thân con. Tuy là thực sự nó có hơi ích kỷ nhưng mà thực sự là con muốn sống là chính con, chứ con thực sự con không muốn gò bó. Mà con cũng hiểu được nỗi lòng của ba mẹ như thế nào, con sẽ cố gắng làm những cái gì mà không mang điều tiếng đến cho gia đình, hay là bổn phận của con như thế nào là con sẽ là con. Mà gia đình anh biết anh Quang Bảo chứ hả? Dạ không. Không biết hả? Nghĩ là Bảo cũng nên nói một câu gì đó với gia đình. Con mong là hai bác sau mà khi xem xong chương trình này thì cho tụi con một cơ hội thôi, để tụi con có thể chứng minh cho hai bác biết được là khi mà tụi con yêu nhau á thì tụi con sẽ vừa là một người công dân tốt mà còn vừa có thể giúp đỡ lẫn nhau trong cả công việc cũng lẫn như là những cái giúp đỡ trong cuộc sống nữa. Thì con biết là ba mẹ nào thì cũng sẽ muốn con cái của mình được hạnh phúc. Là nếu như mà hai bác muốn anh Kiên được hạnh phúc thì con chắc chắn con sẽ đem lại điều đó cho anh Kiên. Cô có muốn nói điều gì với tất cả mọi người, đặc biệt là với gia đình của anh Bảo không ạ? Thông qua chương trình này thì cô cũng muốn gửi đến gia đình của Kiên đây, là cũng nên tha cho con, hai đứa con mình nó một cơ hội đi. Tại vì bây giờ ngoài xã hội thì nó cũng nhiều lắm, nhiều trường hợp này lắm, chứ không phải riêng gì con mình đâu. Mình sinh con thì trời sinh tính, trời sinh nó ra vậy, thì mình phải chấp nhận thôi, chứ giờ mình bỏ đi đâu có được, nắm ruột của mình mà. Cho nên đó là mình thương con thì mình chấp nhận. Thì cô cũng mong là gia đình của Kiên cũng chấp nhận hai đứa giống như cô, để cho tụi nó vui vẻ, nó thoải mái, tư tưởng nó hạnh phúc với nhau. Không cho nó đến với nhau thì nó ở một mình, thì sau này mình già đi, mình chết đi thì ai săn sóc lo cho nó sau này.
đó, nên chi là em cũng nghĩ như vậy, cho nên là em chấp nhận cho con em. Lớn cũng có nỗi lòng của họ, nhưng chúng ta cố gắng kết nối rồi mọi thứ cũng sẽ trôi qua thôi. Còn cộng đồng của tụi con cũng đã được công nhận, đâu đó cũng vẫn còn những cái định kiến, nhưng chú nghĩ rằng xã hội càng phát triển thì tất cả nó cũng sẽ được chấp nhận hết thôi. Mong rằng ngày nào đó tụi con sẽ được hai gia đình chấp nhận và tổ chức cái buổi lễ nho nhỏ nào đó. Quan trọng là mình hạnh phúc là được rồi, con hả? Rồi hôm nay hai đứa cũng muốn nói lời yêu thương gì với mẹ không nè? Đứng lên hai đứa đi, ba mẹ con nắm tay nhau. Hai đứa muốn nói gì với mẹ? Người mà có thể hy sinh chịu đựng, có thể là kiên nhẫn và cuối cùng là mong đem lại cái hạnh phúc cho hai con thôi. Thì nói chung là về má thì thật sự là má luôn hy sinh cho người khác nhiều rồi. Thì bây giờ, hiện tại bây giờ có tụi con, có con với Bảo lo cho má mọi việc, thì má cứ yên tâm những cái điều đó. Và nói chung là bây giờ má chú ý tới sức khỏe và thương bản thân mình nhiều hơn, đừng để mình có suy nghĩ về những cái chuyện buồn nữa. Má cũng mong là như vậy. Thì má cũng đặt niềm tin tưởng vào hai đứa con. Thì thứ nhất là sau này hai đứa con thương nhau, ví dụ sau này má không còn sống nữa thì tụi con cũng thương nhau, chăm sóc cho nhau. Nói chung là em với ba nó là ly dị lâu rồi, chỉ có một mình em thôi, cho nên là con em rất thương em. Dạ, cũng đơn chiếc hả? Dạ. Không biết là má không có được đầy đủ tình cảm như người khác, nhưng mà chắc chắn là con với anh Kiên sẽ bù đắp cho má những cái thứ tình cảm khác để lấp đầy chỗ đó. Má yên tâm có được con. Hai đứa hạnh phúc là má hạnh phúc rồi đó. Má sẵn sàng chấp nhận hy sinh tất cả mọi thứ, thậm chí là có đôi khi chú biết rằng là có những đêm má khóc một mình đó, là cố gắng làm sao làm cũng quan tâm chia sẻ với má chút xíu ha. Như vậy là được rồi. Trong cuộc sống thì luôn luôn có muôn màu muôn vẻ, có những lúc ta rơi những giọt nước mắt đó, nhưng cuối cùng làm sao để ta kết nối nhau, làm sao để ta hạnh phúc trong mỗi gia đình, như vậy là được lắm rồi. Như vậy tuyệt vời lắm rồi. Không thể kêu gọi là nó phải hoàn hảo tất cả mọi thứ trong gia đình đâu. Chúc cho cả gia đình chúng ta hạnh phúc và chúc chúng ta thành công nhiều hơn nữa nha.